Thế hôm nay cái phần yêu cầu của tôi là chỉ là vấn đề cập nhật, có những cái vấn đề gì mới trong vấn đề chẩn đoán cũng như trong cái sự chỉ nghĩ. Cái đây là chúng ta cũng đã biết. Thí dụ như bây giờ tôi không thể đi để chẩn đoán cái dung nhĩ nó như thế nào, bởi vì cái thời hạn cho phép, và đây là cái yêu cầu của bài là cập nhật những cái chẩn đoán và vấn đề điều trị dung nhĩ. Chúng ta biết là cái dung nhĩ là một cái loại rối loạn nhịp rất thường gặp, và nó hiện nay trên thế giới nó chiếm khoảng 6,8 triệu người ở châu Âu và Hoa Kỳ nó bị dung nhĩ. Trong đó châu Âu khoảng 4,5 triệu người và Hoa Kỳ khoảng 2,3 triệu người. Cái tỷ lệ dung nhĩ ở trong cái quần thể thì nó tăng lên theo tuổi. Ở mức độ người trẻ tuổi thì cái tỷ lệ bị dung nhĩ, ví dụ dưới 55 tuổi rất ít. Nhưng mà đến 80 tuổi cái tỷ lệ dung nhĩ nó xấp xỉ 10%, và trên 80 tuổi thì cái tỷ lệ dung nhĩ trong quần thể dân cư nói chung nó còn tăng cao hơn nữa. Ngay cả trong bệnh viện thì cái tỷ lệ bệnh nhân bị dung nhĩ cũng chiếm cao nhất trong số các cái rối loạn nhịp tim. Nó chiếm đến 34% số bệnh nhân bị các cái rối loạn nhịp tim. Như vậy rõ ràng dung nhĩ là một cái vấn đề rất lớn trong lĩnh vực tim mạch nói chung cũng như là loạn nhịp nói riêng. Thì chúng ta biết là hiện nay trên thế giới các cái hội nghị về nhịp học thì cái thời lượng cho cái chuyên đề về dung nhĩ bao giờ cũng chiếm một cái thời lượng lớn nhất. Bởi vì những cái vấn đề khác như nhịp nhanh trên thất hay một số những cái khác thì nó thường là nó chiếm thời lượng ít hơn. Thế nên chúng ta biết là một cái điện tâm đồ, một cái bệnh nhân dung nhĩ thì nó rất đơn giản. Có lẽ vào làm cái điện tâm đồ xong hầu hết chúng ta đều chẩn đoán được rằng là mất cái sóng B và thay thế bằng các cái sóng F và biến cái đường đồng điện thành một cái đường lăn tăn, và cái tần số của sóng F là từ 350 đến 600 chu kỳ trên phút. Và tần số thấp đây chúng ta thấy nó rất không đều, lúc nhanh lúc chậm. Và cái tần số thấp này nó nhanh hay nó chậm nó phụ thuộc vào cái dẫn truyền ở nút nhĩ thất. Và vấn đề có được điều trị hay không được điều trị. Đây là một cái điện tâm đồ ở một cái bệnh nhân dung nhĩ. Chúng ta thấy là cái tần số thất nó không nhanh nhiều lắm. Tần số thất nó khoảng 70-80 chu kỳ trên phút. Tuy nhiên đây là một cái điện tâm đồ khác. Chúng ta thấy rằng là trên điện tâm đồ không còn sóng P, và thay thế bằng các cái sóng F lăn tăn, nhất ở V1 chúng ta nhìn thấy rất rõ. Và tần số thất ở đây nó rất là không đều. Tuy nhiên trong trường hợp này thì chúng ta thấy rằng tần số thất nó rất nhanh, không phải 80-90 chu kỳ trên phút như điện tâm đồ trước, mà ở đây nó khoảng 140-150, thậm chí 160-170 chu kỳ trên phút. Như vậy là cái quả tim này luôn luôn phải hoạt động, phải đập với một cái tần số rất cao như vậy. Đương nhiên về lâu dài nó sẽ để lại cái hậu quả nghiêm trọng là những cái vấn đề ta sẽ đề cập ở sau. Trong đó cái vấn đề suy tim là một cái vấn đề nổi lên hàng đầu. Về hậu quả của dung nhĩ, khi một bệnh nhân đang từ nhịp xoang nó sang dung nhĩ thì nó để lại một cái hậu quả gì? Thứ nhất là cái tử vong thì thường thường nó tăng lên, và số người bị dung nhĩ thì cái tỷ lệ tử vong tăng lên gấp đôi so với những người ở nhịp xoang. Rồi đột quỵ, trong đó có tắc mạch não, tức là nhồi máu não và chảy máu não thì cũng tăng lên và thường rất là nặng nề. Nhiều bệnh nhân là tử vong hoặc là để lại di chứng rất nặng nề. Rồi cái nhập viện cũng tăng lên. Rồi chất lượng cuộc sống đương nhiên là cái người bị dung nhĩ giảm hơn so với là cái người bình thường. Đặc biệt chúng ta thấy rằng cái chức năng thất trái này, có những người thì nó không thay đổi. Tuy nhiên nếu như dung nhĩ nhanh như chúng ta thấy cái ca vừa xong, cứ để lâu dài như vậy thì chức năng tim nó sẽ giảm. Và có một cái thuật ngữ chúng ta gọi là bệnh cơ tim do nhịp nhanh. Mà sáng này nếu như các anh chị có giao ban có nghe nói cái thuật ngữ là bệnh cơ tim do nhịp nhanh, tức là đây cái nhịp tim này nó nhanh quá kéo dài thì nó sẽ dẫn đến suy tim, buồng tim giãn ra và chức năng tim giảm, và nó do nhịp tim quá nhanh, gọi là bệnh cơ tim do nhịp nhanh. Về cơ chế của dung nhĩ, chúng ta thấy rằng đến nay có một cái cơ chế nào là chắc chắn và thì không có, nhưng mà có nhiều cái
cơ chế, nhiều cái yếu tố đóng góp vào làm cho dung nhĩ xuất hiện. Thí dụ như là về những cái yếu tố về mặt điện học, rồi là cái những cái yếu tố bất thường về cấu trúc của cái cơ tâm nhĩ, rồi là quá trình viêm, rồi là những cái đặc biệt là những nó gọi là tái cấu trúc của cái cơ tâm nhĩ, rồi là những yếu tố về bất thường điện học như là cái dẫn truyền bị giảm, rồi là điện thế, thời gian điện thế hoạt động của cái cơ nhĩ nó tăng lên, rồi những cái hoạt hóa của hệ renin angiotensin vân vân, rồi yếu tố thần kinh tự động, tất cả những cái yếu tố này nó góp phần làm cho cái sự xuất hiện của dung nhĩ. Thế thì tại sao chúng ta thấy rằng là ở những người, một số người lại xuất hiện dung nhĩ, thì chúng ta thấy về bất thường về cấu trúc của tâm nhĩ là có sự sơ hóa của cái cơ, rồi tâm nhĩ nó giãn ra, rồi thiếu máu ở tâm nhĩ, rồi những cái thâm nhiễm viêm sơ vân vân, rồi phì đại của cái sợi cơ tâm nhĩ, rồi những yếu tố ở bên ngoài như là tăng huyết áp, rồi béo phì, rồi cường giáp, rồi những người uống rượu. Về mặt điện học của tâm nhĩ thì chúng ta thấy rằng nó mất đồng bộ, đồng nhất về mặt điện học ở trong cái cơ tâm nhĩ, rồi tính dẫn truyền của nó giảm, thời gian điện thế hoạt động của nó giảm, rồi nó tăng cái tính tự động và có những cái bất thường về cái dòng canxi ở trong tế bào của cơ nhĩ. Người ta thấy rằng ở những cái người dung nhĩ nó có những cái cơ chế, thứ nhất là cái ổ phát xung tự động, và những cái ổ này nó hay nằm ở trong các cái tĩnh mạch phổi. Tôi biết có bốn tĩnh mạch phổi và nó hay nằm ở các cái tĩnh mạch phổi đó, và đây thường là cái cơ chế gây ra dung nhĩ. Chính vì vậy sau này chúng ta thấy rằng là cái triệt đốt dung nhĩ qua cateter, người ta thường cô lập điện học của các cái tế, của các cái tĩnh mạch phổi này. Thứ hai là có cái vòng vào lại nhỏ ở trong các cái cơ của tâm nhĩ, cũng là một cái yếu tố góp phần làm xuất hiện và duy trì của dung nhĩ. Thế thì tại sao ở trong các cái tĩnh mạch phổi nó lại hay gây ra dung nhĩ, có các cái ổ gây dung nhĩ? Thì người ta thấy rằng là ở các tĩnh mạch phổi có các cái giải cơ nó lan từ tâm nhĩ trái vào các tĩnh mạch phổi và đi sâu vào đó 1 đến 3 cm và nó dày từ 1 đến 1,5 mm. Và các tế bào cơ tim ở tĩnh mạch phổi này có các cái kênh ion và các đặc tính điện học sinh lý riêng biệt, và nó có khuynh hướng sinh các cái rối loạn nhịp. Và đặc biệt là nó có các cái kênh kali nhỏ ở giai đoạn 4 làm cho các cái tế bào này có cái tính chất là tăng cái tính tự động và dễ sinh ra loạn nhịp, dễ phát ra các cái ổ gây ra dung nhĩ. Chính vì vậy chúng ta cũng thấy rằng là hiểu qua cái cơ chế của dung nhĩ như vậy, nó sẽ liên quan đến cái vấn đề về điều trị lâu dài của chúng ta. Vậy thì trong những cái năm gần đây, cái vấn đề chẩn đoán, vấn đề điều trị của dung nhĩ thì có những cái gì mới và chúng ta cần phải biết và áp dụng trong vấn đề thực hành? Thứ nhất là vấn đề về chẩn đoán, thì trong đó có vấn đề sàng lọc và chẩn đoán dung nhĩ. Như trên tôi đã nói rằng là hiện nay cái tỷ lệ dung nhĩ hàng ngày nó càng tăng lên, và ngày nay các cái kỹ thuật cho phép chúng ta chẩn đoán dung nhĩ ở những cái giai đoạn nó còn là im lặng để có thể dự phòng các cái biến chứng của dung nhĩ nó có thể xảy ra. Thứ hai là chúng ta biết dung nhĩ nó hay gây các cái huyết khối ở tiểu nhĩ và ở nhĩ trái, cho nên là dễ bung ra vào đại tuần hoàn, di chuyển trong các cái mạch máu, gây ra các tắc mạch như tắc mạch não, tắc mạch ở chi, tắc mạch ở các như mạch hoặc điên như mạch treo vân vân. Cho nên chúng ta cần phải có cái dự phòng đột quỵ. Thứ hai là kiểm soát cái tần số tim như thế nào, vì cứ để nhanh như tôi nói thì nó dễ dẫn đến cái bệnh cơ tim do nhịp nhanh và suy tim. Và thứ ba là kiểm soát về nhịp, tức là chuyển từ dung nhĩ về nhịp xoang như thế nào và cái có những cái gì mới thay đổi hay không. Về vấn đề chẩn đoán dung nhĩ thì bây giờ
Cũng không có gì mới là chúng ta vẫn phải xác định cái dung nhĩ đó bằng điện tâm đồ, làm điện tâm đồ để xác nhận là có dung nhĩ hay không. Và cái thứ hai là khi bệnh nhân đã chẩn đoán dung nhĩ thì chúng ta phải đánh giá về mặt lâm sàng toàn diện của người bệnh, rồi làm echo để đánh giá về mặt các bệnh tim thực tổn có đi kèm, ví dụ bệnh van tim, rồi một số những cái chức năng của tim, vân vân. Chúng ta đánh giá triệu chứng theo cái ERA, tức là cái phân loại triệu chứng của Hội Nhịp Học Châu Âu. Thì nếu như mà cái ERA 1, tức là bệnh nhân không có triệu chứng, còn ERA 2 thì mới đây người ta là cho là ERA 2A thì là triệu chứng nhẹ, hoạt động thường ngày, không bị ảnh hưởng. Còn 2B là triệu chứng ở mức độ vừa, nhưng mà hoạt động thường ngày không bị ảnh hưởng, nhưng bệnh nhân khó chịu vì những cái triệu chứng của dung nhĩ. Còn ERA 3 thì là triệu chứng ở mức độ nặng, hoạt động thường ngày bị ảnh hưởng. Và ERA 4 là triệu chứng nặng nề, bệnh nhân không thể thực hiện được các cái hoạt động thường ngày. Về vấn đề sàng lọc bệnh nhân dung nhĩ, như trên đã nói, các bệnh nhân mà đến với chúng ta có cái cơn dung nhĩ ghi được điện tâm đồ, cái chẩn đoán dung nhĩ nó rõ rồi. Thì tuy nhiên một số bệnh nhân khác nó có những cái cơn dung nhĩ nó chỉ thoáng qua. Vậy thì vấn đề sàng lọc nên như thế nào? Thì thế rằng khi mà một người đến với chúng ta mà chúng ta nghi ngờ dung nhĩ thì nên bắt mạch là một. Chúng ta sẽ thấy nhịp nó không đều. Cái thứ hai, ghi được điện tâm đồ, cái chẩn đoán xác nhận dung nhĩ thì nó chính xác. Và thứ hai là người ta thấy khuyến cáo rằng là ở những bệnh nhân bị thiếu máu não thoáng qua, gọi là tia được tai biến mạch não thoáng qua, hoặc là những bị đột quỵ do thiếu máu não thì nên sàng lọc xem bệnh nhân có bị dung nhĩ rồi từ đó bị cái biến chứng tắc mạch hay không. Rồi đặc biệt là những người có cái máy tạo nhịp tim hoặc là máy tạo nhịp phá rung tự động, tức là có một cái thiết bị cấy trên người mà cho tạo nhịp hoặc là cho phá rung tự động, hay là những cái bệnh nhân tái đồng bộ cơ tim, thì chúng ta nên kiểm tra bằng cái là giao thoa lại với cái máy, và chúng ta thu được các cái dữ liệu từ trong cái máy là xem là bệnh nhân có các cái rối loạn nhịp gì, có các cái cơn dung nhĩ đó hay không. Về cái phân loại dung nhĩ và tiến triển của nó thì cái dung nhĩ cũng được phân làm cái thể thứ nhất là kịch phát, thì cái thời gian dung nhĩ là thường là dưới 7 ngày, và cái dung nhĩ này có thể tự chuyển về nhịp xoang hoặc là đã chuyển bằng các thuốc bằng cái gì đó về nhịp xoang được, nhưng dưới 7 ngày là dung nhĩ kịch phát. Còn dung nhĩ bền bỉ là kéo dài trên 7 ngày và thường là phải dùng các biện pháp như thuốc hoặc các cái sốc điện thì mới chuyển được về nhịp xoang. Còn dung nhĩ kéo dài là dung nhĩ trên 1 năm, còn dung nhĩ vĩnh viễn là dung nhĩ khó có khả năng chuyển được về nhịp xoang, và người ta thường chấp nhận sống chung với cái dung nhĩ. Còn cái dung nhĩ mà không do bệnh van tim là cái dung nhĩ xuất hiện trên một bệnh nhân có không có hẹp van tim do thấp hoặc không có van tim nhân tạo, có thể là van sinh học hay van cơ học, thì đều là thuộc cái diện, nếu như không có cái đó mà, thì cũng có thể thuộc vào cái dung nhĩ không có bệnh van tim hoặc là không có sửa van hai lá. Như vậy là bệnh nhân có hẹp van do thấp từ mức độ vừa mức độ nặng, rồi có van tim nhân tạo sinh học hoặc cơ học, hoặc là đã có sửa van thì không xếp vào cái dung nhĩ không do bệnh van tim, bởi vì sau này cái vấn đề sử dụng các cái thuốc chống đông. Đây về cái chiến lược điều trị dung nhĩ thì bao gồm những cái gì? Thứ nhất là bao giờ bệnh vấn đề dự phòng cái tắc mạch. Cái thứ hai là chúng ta kiểm soát cái nhịp, tức là chuyển cái nhịp đó, dung nhĩ đó về nhịp xoang như thế nào. Và cuối cùng là kiểm soát tần số tim. Như trên tôi nói, chúng ta không thể để cái tần số tim nó quá nhanh như vậy, sẽ dẫn đến cái suy tim. Và cuối cùng là chúng ta điều trị các cái bệnh và các yếu tố thúc đẩy dung nhĩ. Ví dụ như bệnh nhân có nghiện rượu thì cần phải bỏ rượu, hay là một số những cái yếu tố nguy cơ khác, tăng huyết áp, vân vân, chúng ta điều trị tăng huyết áp.
Như vậy khi một bệnh nhân đến với chúng ta chẩn đoán xác định là dung nhĩ, thì chúng ta một mặt là phát hiện và điều trị các nguyên nhân thúc đẩy ra cái dung nhĩ, một mặt chúng ta đánh giá các cái yếu tố nguy cơ tắc mạch qua cái hệ thống thang điểm JADVAS. Nếu như có chỉ định điều trị chống đông thì chúng ta phải điều trị chống đông ngay. Còn vấn đề thứ hai là chúng ta điều trị về cái nhịp đó, thì như trên tôi đã nói, có thể kiểm soát tần số hoặc là kiểm soát nhịp tùy theo chúng ta đánh giá bệnh nhân phù hợp cái loại nào. Thứ nhất là khi bệnh nhân đến với chúng ta là có dung nhĩ thì chúng ta làm gì? Thứ nhất là cái xử lý cấp tính, tức là ngay trước mắt và xử lý lâu dài. Thì bao giờ chúng ta cũng xem là huyết động của bệnh nhân có ổn định hay không. Nếu như không ổn định, tức là có tụt huyết áp, có đau thắt lưng, có phù phổi, vân vân, thì chúng ta phải xuất viện ngay. Còn nếu không, chúng ta đánh giá vấn đề chống đông dựa trên các yếu tố nguy cơ của đột quỵ. Rồi chúng ta phải cân bằng lại về mặt nước điện giải cho người bệnh và cải thiện các triệu chứng. Và sau đó chúng ta sẽ tiến hành kiểm soát cái tần số tim. Làm sao tần số đích của bệnh nhân là dưới 110 chu kỳ trên phút. Còn kiểm soát tần số chặt chẽ chỉ trừ trong những trường hợp đã kiểm soát nhịp lọc đẹp nhưng bệnh nhân vẫn còn triệu chứng, thì chúng ta phải kiểm soát nhịp tần số một cách chặt chẽ hơn. Và chúng ta bắt đầu có thể cho các cái thuốc như là hệ thuốc ức chế thụ thể renin, angiotensin, vân vân. Trong cái vấn đề điều trị dung nhĩ thì năm yếu tố, năm lĩnh vực chúng ta cần phải đánh giá và điều trị là gì? Thứ nhất là chúng ta phải xem xét vấn đề kiểm soát tần số hay kiểm soát nhịp ở cái giai đoạn ngay trước mắt, tức là ngay khi chúng ta tiếp nhận bệnh nhân. Chúng ta có thể sử dụng các cái biện pháp như dùng các cái thuốc như chạy beta giao cản, digoxin, hoặc là chúng ta chuyển nhịp tùy theo tình trạng của bệnh nhân. Thứ hai là điều trị các yếu tố thúc đẩy như ở trên tôi nói, như thay đổi cách sống rồi điều trị những cái bệnh tim mà có thể gây ra cái tình trạng dung nhĩ. Rồi chúng ta đánh giá các cái yếu tố nguy cơ đột quỵ để tiến hành điều trị chống đông. Rồi đánh giá tần số tim, xem là cái điều trị kiểm soát tần số tim đã đạt được mục đích hay chưa. Và cuối cùng chúng ta đánh giá các triệu chứng. Mục đích cuối cùng của chúng ta là bệnh nhân phải sống với những cái dung nhĩ đó, hoặc là đã chuyển về nhịp xoang nhưng mà không có triệu chứng và cái khả năng hoạt động thể lực tốt nhất. Vậy thì trong cái chiến lược điều trị dung nhĩ ở trên tôi đã nói, vấn đề dự phòng tắc mạch thì có thể dùng thuốc là các cái thuốc chống đông kháng vitamin K, hoặc là gần đây là các cái thuốc chống đông thế hệ mới, hoặc là các biện pháp không dùng thuốc, ví dụ như là chúng ta biết cái tiểu nhĩ để cái nơi hình thành cục máu đông. Còn kiểm soát về nhịp có thể dùng thuốc, chúng ta chuyển từ dung nhĩ về nhịp xoang, có thể chúng ta xúc điện từ dung nhĩ chuyển về nhịp xoang, hoặc là chúng ta triệt đốt cái dung nhĩ qua cái cateter, hoặc là phẫu thuật kết hợp với triệt đốt. Và kiểm soát tần số thì chúng ta có thể dùng bằng các cái thuốc hoặc là các cái biện pháp không dùng thuốc. Đấy là những cái phương án để chúng ta điều trị cho một bệnh nhân dung nhĩ. Với cái chiến lược điều trị dung nhĩ của bệnh nhân này cần đạt được cái mục tiêu gì? Thứ nhất là kiểm soát tần số nhằm kiểm soát triệu chứng, và qua đó chúng ta điều trị hoặc dự phòng cái bệnh cơ tim do nhịp nhanh, và cuối cùng là chúng ta giảm nhập viện cho bệnh nhân. Còn kiểm soát nhịp tức là chuyển về nhịp xoang thì nhằm kiểm soát triệu chứng và cũng giảm nhập viện. Thế còn chống đông thì chúng ta nhằm mục đích là giảm cái biến chứng tắc mạch và giảm thiểu cái nguy cơ chảy máu ở cái người bệnh dùng các cái thuốc chống đông.
đi về cái vấn đề đầu tiên là cái vấn đề dự phòng tắc mạch. Thì chúng ta đã biết rằng là cái cơ chế hình thành huyết khối ở một cái bệnh nhân dung nhĩ là gì. Cái thứ nhất là cái tổn thương cái nội mạc ở trong cái nhĩ trái. Cái thứ hai là khi mà dung nhĩ thì cái nhĩ nó còn không còn co bóp một cách đồng bộ nữa, và như vậy cái có cái dòng máu ở trong tâm nhĩ trái, trong tiểu nhĩ trái nó lưu chuyển chậm, cũng tạo điều kiện hình thành cục máu đông. Và cuối cùng ở những cái bệnh nhân này hay có cái hiện tượng tăng đông. Ba cái yếu tố này đã tạo ra hình thành cái cục huyết khối ở trong tiểu nhĩ cũng như trong nhĩ trái, và đây người ta gọi là cái tam chứng Winchop, là cái yếu tố thuận lợi cho hình thành cục máu đông ở trong nhĩ và trong tiểu nhĩ trái ở bệnh nhân dung nhĩ. Thế để đánh giá một bệnh nhân có nguy cơ bị đột quỵ hay không thì trước đây ban đầu người ta chỉ dùng cái thang điểm gọi là CHAS. Thang điểm này dựa trên các cái đánh giá bệnh nhân có các cái yếu tố nguy cơ này không. Cái thứ nhất là chữ C đầu tiên là xuất phát từ cái chữ suy tim. Cái thứ hai là chữ H là tăng huyết áp. Thứ ba là cái chữ A là tuổi. Và chữ D là bệnh nhân có bị tiểu đường hay không. Và chữ S cuối cùng là bệnh nhân đã từng bị đột quỵ hay bị tai biến mạch máu não thoáng qua hay không. Thì tất cả bốn cái yếu tố nguy cơ đầu thì cho nếu có thì mỗi yếu tố nguy cơ là một điểm. Còn nếu như bệnh nhân đã bị đột quỵ hoặc tai biến mạch não thoáng qua thì có hai điểm. Tuy nhiên sau một thời gian sử dụng, người ta thấy rằng cái hạn chế của thang điểm CHAS này là gì? Như bệnh nhân mà có CHAS bằng 0 vẫn có một cái tỷ lệ đột quỵ là gần 2% một năm. Như vậy rõ ràng là không có một cái yếu tố nguy cơ nào ở đây mà vẫn có khả năng bị đột quỵ. Như vậy không được. Và người sau người ta thấy có một số yếu tố nguy cơ khác thêm vào, và người ta đã sử dụng một cái thang điểm thứ hai là thang điểm CHAS-VASc để đánh giá cái nguy cơ tắc mạch trong dung nhĩ dựa trên các yếu tố nguy cơ. Thì năm cái yếu tố đầu vẫn giữ nguyên như cũ, trong đó người ta có thay đổi một chút là nếu như tuổi trên 75 thì 2 điểm, thế còn đã có đột quỵ từ trước hay là tai biến mạch não thoáng qua vẫn giữ nguyên 2 điểm. Tuy nhiên thêm một số yếu tố nguy cơ khác là gì? Thứ nhất là bệnh nhân có các cái bệnh mạch máu ngoại vi, thuộc bệnh đường mạch chủ, bệnh mạch vành vân vân thì 1 điểm. Tuổi bệnh nhân từ 65 đến 74 1 điểm, còn trên 75 là 2 điểm. Và cuối cùng giống giới, nếu như là nữ giới bị 1 điểm. Như vậy này, nữ giới cái nguy cơ bị tai biến cao hơn nam giới cùng là dung nhĩ. Như vậy người ta đã cho 1 điểm. Như vậy cái CHAS-VASc này có 9 điểm. Thì nếu như bệnh nhân có các cái yếu tố nguy cơ, chúng ta sẽ xem xét ở cái phần để đưa là cái hướng xử lý như thế nào. Thì trong các cái yếu tố nguy cơ này thì chúng ta thấy rằng là có các yếu tố nguy cơ chính là đột quỵ từ trước, hoặc là tai biến mạch máu não thoáng qua, hoặc là các cái tắc mạch đại tuần hoàn, thì cho 2 điểm. Và đây là yếu tố nguy cơ chính. Tuổi trên 75 cũng đây cũng là nguy cơ chính. Còn lại các cái yếu tố nguy cơ khác, suy tim, tăng huyết áp, tiểu đường, tuổi từ 65 đến 74, rồi là giới, là nữ, rồi bệnh các mạch máu ngoại biên, là yếu tố nguy cơ gọi là phụ, nhưng nó vì nó chỉ là 1 điểm. Vậy thì chỉ định xong chúng ta đánh giá yếu tố nguy cơ rồi, vậy thì chỉ định dùng cái chống đông cho bệnh nhân dung nhĩ thì như thế nào? Thì đây những cái khuyến cáo năm 2016 của Hội Nhịp và Hội Tim Mạch Châu Âu, cũng như 2019 của Hội Tim Mạch Hội Nhịp Hoa Kỳ cũng đều thống nhất là bệnh nhân có bệnh, tức xem cho bệnh nhân có bệnh van tim cơ học hoặc hẹp hai lá vừa hoặc nặng hay không. Nếu như có van tim cơ học, có thể van sinh học,
có thể van cơ học hoặc là hẹp vừa hoặc hẹp nặng, van hai lá nếu có thì bắt buộc dùng kháng vitamin K, và đây là chỉ định loại một, tức là bắt buộc không thể dùng thứ khác được. Và cái mức bằng chứng, tức là đã có các nghiên cứu ở cái mức bằng chứng là loại A. Ừ, chú nghe. Ừ. Chú đang giảng bài ở bên hội trường. Ừ, tí nữa xong tí. Thôi để tí 3 giờ chú xong rồi chú về để chú về cho. Thì chú đang giảng bài. Chú. Thế không thì đưa sang chỗ thằng Tuấn với thằng ấy ở bên chỗ kia bảo nó làm cái khác, đưa người khác ký cũng được. Hả? Không, đưa Nhị với thằng Tuấn nó đang ở bên phòng can thiệp 12 đấy. Cháu đưa sang đấy bảo nó yêu cầu cần thay đổi cái như thế nào, cháu bảo phải nói vì chú đang giảng bài bên hội trường rồi nhé. Nếu như bệnh nhân không có van tim cơ học hoặc là hẹp van hai lá thì chúng ta ước được nguy cơ đột quỵ dựa trên các cái yếu tố nguy cơ ở thang điểm chắt vát mà tôi đã vừa nêu ở trên. Nếu như thang điểm chắt vát là bằng không thì trước đây người ta cho rằng là dùng aspirin. Nhưng mà đến bây giờ người ta thấy rằng là aspirin không có hiệu quả và không điều trị chống đông hoặc là các thuốc chống ngưng tập tiểu cầu. Tức là không dùng kháng vitamin K, không dùng aspirin, không dùng clopidogrel với những cái người chắt vát bằng không. Những người chắt vát bằng một thì các thuốc chống đông thế hệ mới nên được xem xét, và ở đây cái chỉ định ở cái mức là 2A, như vậy là cũng nên điều trị và điều trị thuốc chống đông là hợp lý. Thế còn nếu như chắt vát từ 2 trở lên thì sao? Thuốc chống đông đường uống được chỉ định với những người dung nhĩ mà không do bệnh van tim đấy, thì chúng ta phải đánh giá các cái chống chỉ định ở những bệnh nhân này và đánh giá các cái yếu tố nguy cơ chảy máu và điều trị các yếu tố nguy cơ chảy máu có thể được. Những yếu tố nguy cơ chảy máu nào cần phải xử lý ta sẽ đề cập ở phần sau. Nếu như bệnh nhân có chống chỉ định dùng các cái thuốc chống đông rồi chống kháng vitamin K hoặc chống cái thế hệ mới không thể dùng được, ví dụ như bệnh nhân xuất huyết nặng dạ dày hay là một số những cái khác dùng vào cái nguy cơ cao, thì người ta thấy rằng là chỉ định là bít cái tiểu nhĩ trái bằng cái dụng cụ như cái dù hoặc là một số dụng cụ khác. Thế còn nếu không thì chúng ta có thể dùng thuốc chống đông thế hệ mới hoặc dùng kháng vitamin K. Như vậy là rõ ràng khi chỉ số chát vát từ 2 trở lên, nếu bệnh nhân không có chống chỉ định dùng chống đông thì có thể dùng chống đông thế hệ mới hoặc kháng vitamin K. Tuy nhiên ở trên tôi đã nói là bệnh nhân mà dùng chống đông thì có nguy cơ chảy máu. Vậy thì cái nguy cơ chảy máu ở bệnh nhân cần được đánh giá và dựa trên những cái yếu tố nào? Thì thứ nhất là tăng huyết áp là một yếu tố. Nếu để huyết áp tăng quá cao thì nguy cơ chảy máu tăng lên. Tăng huyết áp là một điểm. Hoặc bệnh nhân có suy gan, suy thận, tức là bất thường về chức năng gan, thận, thì mỗi yếu tố này có, ví dụ chức năng gan cho một điểm, chức năng thận cho một điểm, nếu có cả hai như vậy là 2 điểm. Bệnh nhân đã có đột quỵ thì trước 1 điểm. Bệnh nhân đã có tiền sử chảy máu thì chảy máu dạ dày, chảy máu ruột, thành tá tràng, vân vân, cho 1 điểm. Nếu như bệnh nhân dùng thuốc chống đông trước đây mà cái IRN nó không ổn định, tức là lúc nó lên lúc nó xuống rất khó điều chỉnh, thì cũng cho 1 điểm. Và bệnh nhân lớn tuổi trên 65 tuổi cũng được 1 điểm. Và bệnh nhân có nghiện thuốc phiện hoặc là nghiện rượu vân vân thì cũng cho
một điểm cho mỗi một yếu tố nguy cơ. Như vậy là tổng cộng có tất cả 9 điểm. Và những bệnh nhân mà có từ 3 điểm trở lên là có nguy cơ chảy máu cao. Tuy nhiên tôi sẽ nói ở phần sau, bệnh nhân có yếu tố nguy cơ chảy máu cao thì chúng ta phải thận trọng trong vấn đề điều trị chống đông, chứ không phải chúng ta chống chỉ định không dùng thuốc chống đông. Thế thì các yếu tố nguy cơ chảy máu có thể và không thể điều trị được ở bệnh nhân dung nhĩ và điều trị chống đông, thì các yếu tố có thể điều chỉnh đó là gì? Tức là bệnh nhân tăng huyết áp, như trên tôi nói, chúng ta phải điều trị hạ huyết áp xuống. Thứ hai là những người mà cái tiên này là không ổn định thì chúng ta cũng phải xem xét lại tại sao bệnh nhân có cái IRN không ổn định, vấn đề ăn uống, vấn đề tuân thủ điều trị, rồi vân vân. Rồi các cái thuốc mà gây chảy máu như là các cái thuốc chống ngưng tập tiểu cầu hoặc là các cái thuốc non-steroid chúng ta kháng viêm như là cái thuốc mà hay dùng trong các cái bệnh khớp vân vân, non-steroid đó, nó cũng gây chảy máu, chúng ta cần xem xét có cần thiết hay không. Thế còn những cái yếu tố nguy cơ đương nhiên không điều chỉnh được, tuổi thì không điều chỉnh được, hay là tiền sử các cái chảy máu lớn không điều chỉnh được, rồi là đột quỵ từ trước vân vân, thì những cái yếu tố đó là chúng ta không thể điều chỉnh được. Tuy nhiên những yếu tố điều chỉnh được chúng ta phải xem xét và cố gắng điều chỉnh cho người bệnh. Vậy thì khi một bệnh nhân được đánh giá các yếu tố nguy cơ rồi thì chúng ta đi vào vấn đề bệnh nhân có nên điều trị chống đông hay không. Và khuyến cáo với rằng nếu như bệnh nhân có chỉ số Hb blood cao thì chúng ta cần phải theo dõi bệnh nhân chặt chẽ trong quá trình sử dụng các cái thuốc chống đông, chứ không phải là chúng ta không dùng. Đó. Và cái thứ hai là cái vấn đề chúng ta cần phải xem xét các cái thuốc phối hợp cùng có cần thiết hay không. Thí dụ như thế này, việc kết hợp các cái thuốc chống đông uống, thí dụ kháng vitamin K hoặc là chống đông thế hệ mới với lại các cái thuốc chống ngưng tập tiểu cầu, chúng ta cần phải xem xét nếu như không có chỉ định khác của aspirin, của clopidogrel thì không bao giờ phối hợp aspirin, clopidogrel với các thuốc chống đông. Một cái vấn đề cũng rất hay gặp trên thực tế là cái gì? Một bệnh nhân chúng ta có dung nhĩ nhưng mà vừa mới can thiệp mạch vành xong, vậy thì cái vấn đề sử dụng các cái thuốc chống đông này như thế nào? Thì thấy rằng là nếu như bệnh nhân mà vừa bị hội chứng mạch vành cấp rồi chúng ta can thiệp mạch vành, đồng thời bệnh nhân có dung nhĩ, thì vấn đề sử dụng các thuốc chống đông sẽ dựa trên cái thứ nhất là cái nguy cơ chảy máu của bệnh nhân cao hay thấp. Nếu như bệnh nhân nguy cơ chảy máu thấp, tức là dưới 3 cái yếu tố cái thang điểm Hb-Black, thì chúng ta điều trị 3 thuốc chống đông là kháng vitamin K hoặc chống đông thế hệ mới cộng với aspirin cộng với clopidogrel trong vòng 6 tháng. Sau đó chúng ta dùng 2 thuốc là thuốc chống đông là kháng vitamin K hoặc là chống đông thế hệ mới cộng với một là aspirin hoặc là clopidogrel, chứ không phải dùng tiếp tục 3 thứ như trên nữa trong vòng 6 tháng tiếp theo. Sau 12 tháng khi nào chúng ta chỉ dùng một cái loại thuốc chống đông thôi, tức là kháng vitamin K hoặc chống đông thế hệ mới, không còn dùng aspirin, không còn dùng clopidogrel. Nếu bệnh nhân nguy cơ chảy máu cao, tức là thang điểm Hb-Black cao trên 3 điểm, thì cái gì? Thì chúng ta điều trị 3 thuốc chống đông là chống đông chống đông là một, tức là nói chống đông tức là kháng vitamin K cộng hoặc là chống đông thế hệ mới
cộng với aspirin cộng với clopidogrel chỉ trong vòng một tháng thôi. Sau đó chúng ta chuyển sang điều trị chế độ hai thuốc là thuốc chống đông cộng với một thuốc chống ngưng tập tiểu cầu, có thể aspirin hoặc là clopidogrel. Và sau 12 tháng thì cũng chỉ điều trị một thuốc là thuốc chống đông đường uống là kháng nguyên ca hoặc chống đông thế hệ mới. Như vậy là với những người có hội chứng mạch vành cấp thì như vậy. Thế còn những người mà cũng dung nhĩ nhưng mà điều trị can thiệp mạch vành một cách thường quy vì cái đau thắt ngực, không phải nhồi máu cơ tim, không phải đau thắt, thì chúng ta làm gì? Thứ nhất là cũng đánh giá cái nguy cơ chảy máu ở những cái bệnh nhân này. Nếu như bệnh nhân nguy cơ chảy máu thấp thì chúng ta điều trị 3 thuốc chống đông cũng trong vòng chỉ có 1 tháng. Và những người nguy cơ chảy máu cao cũng chỉ dùng 3 thuốc chống đông là chống đông uống kháng ngưng tập tiểu cầu gồm aspirin, clopidogrel trong vòng 1 tháng. Sau đó chúng ta chuyển sang chế độ 2 thuốc. Với cái người nguy cơ thấp thì chúng ta dùng tiếp 11 tháng nữa để đủ 12 tháng. Rồi sau đó sẽ chuyển sang chế độ dùng một thuốc là chống đông, một là kháng viêm ca, hai là chống đông thế hệ mới. Còn những người nguy cơ chảy máu cao thì sau 1 tháng đầu chúng ta dùng chế độ 2 thuốc, bao gồm một thuốc là chống đông và một thuốc là chống ngưng tập tiểu cầu hoặc aspirin hoặc clopidogrel. Và thời hạn dùng hai thuốc này chỉ kéo dài 5 tháng cộng với 1 tháng đầu 3 thuốc kia thành 6 tháng. Còn từ tháng thứ 7 trở đi thì chỉ dùng chế độ một thuốc là chống đông hoặc kháng viên ca hoặc chống đông thế hệ mới. Như vậy nó có một cái sự thay đổi về cái phương thức phối hợp thuốc và thời hạn phối hợp thuốc ở những cái bệnh nhân này. Bây giờ như ở trên ta thấy những cái bệnh nhân mà người ta không thể dùng được các thuốc chống đông thì cái chỉ định là bít cái tiểu nhĩ bằng các cái dụng cụ. Thì tất cả y học dựa trên bằng chứng thì có rất nhiều các cái thử nghiệm, trong đó có một cái thử nghiệm là Protect AF. Thì người ta thấy rằng là bít tiểu nhĩ bằng dụng cụ có kết quả không kém hơn kháng vitamin K trong dự phòng đột quỵ ở bệnh nhân dung nhĩ. Và chính như vậy người ta đã chỉ định bít tiểu nhĩ ở những cái bệnh nhân mà dung nhĩ nhưng không thể dùng được các thuốc chống đông, thì người ta có thể chỉ định bít cái tiểu nhĩ đó bằng dụng cụ. Và vậy thì cái chỉ định bít hoặc cắt tiểu nhĩ trong cái phẫu thuật thì như thế nào? Thì người ta thấy rằng là cái bít hoặc cái cắt tiểu nhĩ thì có thể được xem xét ở những cái người đang có cái phẫu thuật tim, tức là phẫu thuật tim mở, thì người ta cắt luôn cái tiểu nhĩ để dự phòng cái huyết khối ở cái trong tiểu nhĩ. Và cái thứ hai là người ta cũng có thể bít hoặc là cắt cái tiểu nhĩ này qua một cái bệnh nhân phẫu thuật nội soi cũng có thể làm được. Như trên tôi nói, một cái vấn đề cũng được đặt ra là các bệnh nhân có cái cơn dung nhĩ nhưng mà im lặng thoáng qua, thì cái vấn đề chẩn đoán nó đường thường là thông qua chúng ta có cái giao diện với cái máy tạo nhịp mà bệnh nhân đang mang. Thế mà một bệnh nhân đang mang một cái máy tạo nhịp hai buồng, hoặc là một bệnh nhân có máy tạo nhịp ICD, hoặc là có cái máy tái đồng bộ cơ tim, thì chúng ta lập trình chúng ta xem trong thời gian qua bệnh nhân có các cái rối loạn nhịp nào hay không. Thì ở đây người ta thấy rằng là người ta hay phát hiện được các cái cơn dung nhĩ hoặc cái cơn người ta gọi là nhịp nhĩ với một cái tần số cao, các cái cơn rối loạn nhịp nhĩ tần số cao.
Và nếu như bệnh nhân có một cái cơn rối loạn nhịp trí tần số cao mà từ 5 đến 6 phút với một cái tần số từ 180 chu kỳ một phút trở lên mà được phát hiện qua cái máy, cái thiết bị cấy đó, thì cái thái độ xử lý của chúng ta như thế nào? Thứ nhất là chúng ta đánh giá cái nguy cơ đột quỵ ở những người này, xem có cần phải dùng chống đông hay không. Nếu như những người này có nguy cơ thấp thì chúng ta không dùng chống đông. Thế còn nếu như bệnh nhân có cái nguy cơ cao và nên dùng các thuốc chống đông cho những bệnh nhân này dựa trên cái điểm chát vác, thì chúng ta tiếp tục đánh giá thêm là cái gì? Chúng ta theo dõi qua cái điện tâm đồ để chứng minh xem là bệnh nhân có thể có rung nhĩ hay không. Rồi bằng cái Holter, rồi qua các cái thiết bị chúng ta theo dõi qua một thời gian nữa xem là bệnh nhân có cái rung nhĩ hay không. Nếu như không thấy rung nhĩ được phát hiện thì chúng ta tiếp tục chúng ta xem xét các cái đặc tính ở những người này và có xuất hiện rung nhĩ hay không. Còn bệnh nhân mà có rung nhĩ được phát hiện qua các cái phương pháp theo dõi ở trên thì chúng ta bắt đầu điều trị chống đông cho những bệnh nhân này. Bởi vì chúng ta thấy rất nhiều bệnh nhân đang có mang các cái máy tạo nhịp bị rối loạn nhịp nhĩ, bị rung nhĩ, chúng ta không kịp thời phát hiện bệnh nhân cũng có thể bị tai biến mạch não. Một cái vấn đề cũng rất được quan tâm là vậy thì một bệnh nhân bị tai biến mạch não rồi, bị rung nhĩ, vậy thì khi nào chúng ta bắt đầu sử dụng lại các cái thuốc chống đông? Thì đây là cái khuyến cáo là thời điểm bắt đầu sử dụng lại cái thuốc chống đông ở bệnh nhân rung nhĩ và đã bị tắc mạch, và bệnh nhân này nên có loại trừ bằng cái chẩn máu não qua chụp cắt lớp não. Nếu như bệnh nhân chỉ có tai biến mạch não thoáng qua, tức là gì? Bệnh nhân có triệu chứng của liệt nhưng mà phục hồi trong vòng một ngày, sau đó bệnh nhân hoàn toàn bình thường, tức là gọi là tia đấy, thiếu máu não thoáng qua, thì chúng ta có thể bắt đầu dùng các thuốc chống đông ngay sau một ngày là chúng ta có thể dùng được rồi, vì cái tổn thương đó nó thoáng qua và có thể rất nhỏ. Thứ hai là nếu như đột quỵ ở cái mức độ nhỏ, và ở đây nó có một cái thang điểm nó rất phức tạp, nhưng mà tức là trên cái phim chúng ta thấy là cái ổ nó nhỏ, thì chúng ta có thể bắt đầu dùng các cái thuốc chống đông trở lại sau 3 ngày. Thế còn nếu như đột quỵ cái ổ nhồi máu ở mức độ vừa thì chúng ta phải đánh giá lại xem bệnh nhân có bị xuất huyết não sau tắc mạch, sau nhồi máu không, sau 6 ngày. Nếu như sau 6 ngày chúng ta chụp lại CT không có xuất huyết với những cái ổ nhồi máu ở mức độ vừa thì bắt đầu dùng lại được thuốc chống đông. Còn những bệnh nhân mà ổ nhồi máu lớn, nhồi máu nát, thì thường thường là sau 12 ngày, tức là khoảng gần 2 tuần, thì chúng ta lại chụp lại CT não xem bệnh nhân có xuất huyết hay không. Nếu như sau 12 ngày chụp lại bệnh nhân không có xuất huyết, chúng ta có thể xem xét sử dụng lại các thuốc chống đông cho bệnh nhân. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng là cái vấn đề sử dụng lại thuốc chống đông ở bệnh nhân đã nhồi máu não, tắc mạch não, thì có một cái quy luật rất rõ là 1, 3, 6, 12. 1 là cho những người thoáng qua, 3 là những cái người nhồi máu não ổ nhỏ nhẹ, 6 ngày cho những ngày cho những người bị ổ nhồi máu mức độ vừa, còn 12 ngày những người ổ nhồi máu lớn và tổn thương nặng này. Cũng tương tự như vậy, vậy thì khi nào một bệnh nhân bị xuất huyết não mà liên quan đến vấn đề sử dụng chống đông, có thể là xuất hiện ngay từ đầu hoặc là ổ chảy máu sau khi rút não,
khi nào chúng ta sử dụng lại các thuốc chống đông, rồi chúng ta gặp bệnh nhân như vậy thì khi nào chúng ta sẽ sử dụng. Thì khuyến cáo rằng là chúng ta phải đánh giá lại bệnh nhân, xem là còn cái yếu tố nguy cơ để xuất hiện các cái chảy máu hay không. Và nếu như ở những người này có chống chỉ định sử dụng các cái thuốc chống đông thì một là chúng ta có thể không dùng các cái thuốc, hoặc là đây chỉ định là bít hoặc là cắt hoặc là thắt cái tiểu nhĩ để dự phòng các huyết khối ở những bệnh nhân có nguy cơ tắc mạch nhưng lại không dùng được các thuốc chống đông. Thế còn những bệnh nhân khác thì chúng ta đánh giá thêm các cái thông tin để cho phép chúng ta xem xét vấn đề sử dụng lại cái thuốc chống đông ở các cái bệnh nhân đã có xuất huyết. Thì chúng ta xem xét là các cái yếu tố nó ủng hộ là vấn đề ngừng các cái thuốc chống đông và các cái yếu tố ủng hộ là nên tái dùng lại các thuốc chống đông. Những yếu tố nên tái sử dụng là các thuốc chống đông là các cái yếu tố như là người còn trẻ này, các cái nguyên nhân mà chấn thương hoặc là do các cái vấn đề yếu tố điều trị khác mà gây ra cái hiện tượng chảy máu đó, vân vân, hay là cái huyết áp bệnh nhân đã được kiểm soát tốt rồi, vân vân, thì chúng ta coi là yếu tố mà ủng hộ cho cái việc có thể sử dụng lại chống đông. Và chúng ta sau đó chúng ta có thể tham khảo đánh giá rất nhiều ý kiến của các cái chuyên gia. Và thông thường nếu như có người ta khuyên nên sử dụng là bởi vì bệnh nhân nguy cơ mà đột quỵ vẫn cao thì chúng ta có thể sử dụng, bắt đầu sử dụng lại các thuốc chống đông sau 4 đến 8 tuần. Tất nhiên sau đến 4 đến 8 tuần này khi bắt đầu chúng ta sử dụng lại vẫn phải chụp lại CT để đánh giá lại xem cái ổ xuất huyết đấy nó như thế nào. Như vậy là nếu như chúng ta sử dụng các cái thuốc chống đông trở lại thì thường thường ở những người này sau 4 đến 8 tuần. Một cái vấn đề cũng xảy ra là bệnh nhân dùng các cái thuốc chống đông này hay bị chảy máu. Vậy thì xử lý vấn đề chảy máu ở những cái bệnh nhân sử dụng các thuốc chống đông trong dung nhĩ như thế nào? Thì thứ nhất là nếu như chảy máu ở những nơi có thể ép được thì chúng ta ép cái chỗ chảy máu đó. Thứ hai là chúng ta đánh giá cái tình trạng huyết động của bệnh nhân, rồi huyết áp, rồi cái tình trạng các cái thông số đông máu như IRN, protrombin vân vân, rồi chúng ta xem mức độ thiếu máu, rồi chức năng gan thận, rồi chúng ta đánh giá cái tiền sử dùng chống đông của bệnh nhân như thế nào. Thì nếu như bệnh nhân mà dùng kháng vitamin K mà mức độ chảy máu chỉ là nhẹ thì chúng ta dừng các thuốc kháng vitamin K ít nhất vài ngày thì chúng ta đánh giá tiếp. Còn cái thuốc chống đông thế hệ mới thì chúng ta cũng phải dừng cái thuốc chống đông thế hệ mới này ít nhất là một ngày, sau đó chúng ta tùy ta đánh giá lại cái nguy cơ còn chảy máu hay không để xem xét vấn đề dùng tiếp. Còn nếu như chảy máu ở mức độ nhẹ ở mức độ vừa và nặng thì có thể áp dụng nhiều các biện pháp như là truyền dịch, rồi truyền máu, rồi là điều trị các cái nguyên nhân gây chảy máu như bệnh nhân chảy máu ở dạ dày, chúng ta phải soi dạ dày để cầm máu vân vân. Rồi là chúng ta có thể xem xét truyền một số các cái yếu tố như huyết đông lại tươi vân vân để cho bệnh nhân cầm máu. Đấy là cái vấn đề sử dụng cái chống đông ở bệnh nhân dung nhĩ. Thế bây giờ sang một cái vấn đề thứ hai là vấn đề về kiểm soát về cái nhịp tim ở cái bệnh nhân dung nhĩ. Thì kiểm soát nhịp tim bao gồm kiểm soát về nhịp, tức là chuyển về dung nhĩ về nhịp xoang và tiếp tục để bệnh nhân dung nhĩ sống chung với dung nhĩ, và chúng ta chỉ kiểm soát về tần số thì như thế nào, thì cũng có những cái cập nhật mới trong những năm gần đây. Thế thì một cái vấn đề luôn luôn được đặt ra với người thầy thuốc là kiểm soát nhịp và kiểm soát tần số thì cái nào tốt hơn cái nào.
Thì từ xưa đã có rất nhiều những cái nghiên cứu so sánh, thì một loạt các nghiên cứu như là Piat, rồi Rich, rồi Stark, rồi Afi, với tổng số là trên 5.000 bệnh nhân, và người ta đi đến một cái kết luận rằng là kiểm soát nhịp, tức là chuyển từ dung nhĩ về nhịp xoang, không tốt hơn kiểm soát tần số, tức là vẫn giữ nguyên dung nhĩ nhưng mà giảm cái tần số thấp của bệnh nhân, không tốt hơn về tử vong và các biến cố tim mạch. Thế chúng ta điều trị các cái bệnh lý chỉ có giảm tử vong và giảm các biến cố, nhưng mà ở đây hai cái phương pháp này không khác nhau về mặt tử vong và các biến cố. Có thể hiện bằng đây, kiểm soát nhịp và kiểm soát tần số, cái tỷ lệ tử vong nó tương tự như nhau với P bằng 0.08, không khác gì nhau. Rõ ràng như vậy là kiểm soát nhịp, cứ tưởng là chuyển về nhịp xoang sẽ tốt hơn kiểm soát tần số, nhưng mà thấy không. Tuy nhiên sau này có những cái khác, tôi sẽ đề cập đến cái phần về sau, nó có những cái thay đổi cái quan điểm một chút, này một chút. Thế thì tại sao nó như vậy? Bởi vì ngày xưa thì những cái thuốc chống loạn nhịp sử dụng sau khi chuyển từ dung nhĩ về nhịp xoang, nó thường hay là những cái yếu tố xuất hiện các cái biến cố nặng nề hơn, cho nên là nó không làm cải thiện được cái tỷ lệ tử vong các cái biến cố tim mạch. Thế ngày nay đã có những cái biện pháp, ví dụ như triệt đốt dung nhĩ, thì thấy rằng một số nghiên cứu gần đây thấy rằng nó cải thiện được cái tỷ lệ tử vong cũng như các cái biến cố tim mạch. Thế còn các cái phương pháp điều trị thường quy như trước đây thì thấy rằng nó không khác gì nhau. Thế thì những cái yếu tố gì để ủng hộ cái chuyện là chuyển từ dung nhĩ về nhịp xoang, và những yếu tố nào ủng hộ kiểm soát tần số thôi? Thì người ta thấy rằng là nếu những cái dung nhĩ mà đã kéo dài lâu rồi khó chuyển được về nhịp xoang thì thôi kiểm soát tần số. Rồi là bệnh nhân ít triệu chứng, bệnh nhân dung nhĩ mà hỏi tôi chả thấy vấn đề gì cả. Thứ hai là tuổi họ cao rồi, rồi họ có tăng huyết áp, rồi là tiền sử họ không có suy tim, hoặc là họ có một số vấn đề là thất bại trong vấn đề đã sử dụng thuốc, hoặc thì nên kiểm soát tần số. Thế còn kiểm soát nhịp, nếu như dung nhĩ kịch phát, dung nhĩ mới phát hiện, rồi các cái triệu chứng nó nặng nề, tuổi trẻ hơn dưới 65 tuổi, bệnh nhân không có tăng huyết áp, rồi là có cái suy tim bị nặng lên bởi dung nhĩ, vân vân, thì chúng ta nên xem xét. Cái đó ta sẽ đề cập cụ thể ở phần sau. Vậy thì chúng ta lựa chọn cái chiến lược nào? Đứng trước một bệnh nhân đến với chúng ta nên là kiểm soát nhịp hay kiểm soát tần số? Thì các cái khuyến cáo nên đưa rằng là thứ nhất là khi một bệnh nhân đến với chúng ta, đầu tiên chúng ta phải đánh giá yếu tố tắc mạch, rồi chúng ta quyết định vấn đề điều trị chống đông thích hợp. Rồi sau đó chúng ta đánh giá về mặt lâm sàng xem nếu như là dung nhĩ kịch phát thì chúng ta chọn phương án kiểm soát nhịp, tức là chuyển về nhịp xoang. Nếu là dung nhĩ vĩnh viễn rồi, kéo dài lâu lắm rồi, không có khả năng chuyển về nhịp xoang thì thôi kiểm soát tần số. Thế còn cái dung nhĩ bền bỉ, dung nhĩ kéo dài này có thể kiểm soát nhịp hoặc kiểm soát tần số dựa trên những cái yếu tố như trên tôi đã vừa nêu, ủng hộ thêm cái nào. Nhưng mà nếu như kiểm soát nhịp thất bại thì thôi chuyển về kiểm soát tần số. Vậy kiểm soát nhịp, chuyển về nhịp xoang xong nó lại tái phát được mấy hôm liên tục như cứ tái đi tái lại như vậy thì thôi đành sống chung với lũ vậy, kiểm soát tần số. Tuy nhiên kiểm soát tần số ở các cái bệnh nhân trên nhưng mà bệnh nhân vẫn còn triệu chứng khó chịu thì chúng ta vẫn có thể xem xét vấn đề kiểm soát nhịp. Như vậy giữa kiểm soát nhịp và kiểm soát triệu chứng chúng ta có sự linh hoạt nhất định. Vậy cái kiểm soát nhịp khi nào và cái gì phù hợp với kiểm soát nhịp, tức là chuyển dung nhĩ về nhịp xoang? Thì kiểm soát nhịp có ưu điểm là nó cải thiện huyết động, cải thiện triệu chứng, gắng sức tốt hơn, giảm nguy cơ đột quỵ cho bệnh nhân và tránh được các biến cố do sử dụng các thuốc chống đông máu kéo dài. Như vậy là nó có những cái ưu điểm nhất định. Tuy nhiên nhược điểm của nó là gì?
chúng ta phải dùng các cái thuốc chống loạn nhịp kéo dài, tức là chống cái tái phát dung nhĩ kéo dài. Mà cái thuốc này nó hay cũng hay gây ra các cái tác dụng bất lợi, rồi các cái tác dụng ta gọi tác dụng phụ đấy, bất lợi. Rồi cái tái phát nó cao, bởi vì chúng ta biết là cái tái cấu trúc của cơ nhĩ nó dễ dần dần làm cho cái dung nhĩ trở lại và xuất hiện cái cơn dung nhĩ kéo dài bền bỉ hoặc là mãn tính. Và thứ ba, ở Việt Nam một cái thực tế là rất khó mua thuốc để duy trì cái nhịp xoang sau khi chuyển nhịp. Qua các cái nghiên cứu trên thử nghiệm lâm sàng cho thấy chiến lược kiểm soát nhịp, tức là dùng phương thức chuyển nhịp bằng thuốc, không có ưu thế hơn kiểm soát tần số mà còn làm tăng cái tỷ lệ nhập viện như trên tôi đã nói các cái nghiên cứu đó. Như vậy, chuyển nhịp từ dung nhĩ về nhịp xoang và duy trì nhịp xoang chỉ nhằm cải thiện triệu chứng và nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống, cho nên chúng ta chỉ xem xét cho ở những cái bệnh nhân phù hợp mà thôi, chứ không phải là tất cả các bệnh nhân chúng ta đều cố gắng chuyển về nhịp xoang. Và chúng ta chỉ định khi nào? Thứ nhất là đầu tiên là cái bệnh nhân mới vào mà có huyết động không ổn định như tôi đã vừa nói, tụt huyết áp, đau thắt ngực, phù vân vân, thì chúng ta sốc điện chuyển nhịp ngay. Cái thứ hai là bệnh nhân có cái cơn dung nhĩ đầu tiên có cơn tịch phát, có nghĩa là rất bình thường, không bao giờ tự nhiên cái đợt này tim nó loạn nhịp mới xuất hiện. Thứ hai là chúng ta xem xét vấn đề chọn kiểm soát nhịp dài hạn, đưa lại cho bệnh nhân nhiều cái ưu điểm hơn. Hoặc là bệnh nhân là dung nhĩ dai dẳng nhưng bệnh nhân luôn luôn có cái triệu chứng suy tim, những cái triệu chứng khó chịu cho bệnh nhân, thì chúng ta cũng nên chọn cái phương pháp là chuyển nhịp. Cái dung nhĩ cơn như kèm theo triệu chứng nhưng nó không thường xuyên thì cũng nên xem xét là chuyển về nhịp xoang cho bệnh nhân. Và cái cuối cùng là cái dung nhĩ với các cái nguyên nhân có thể đảo ngược được. Thí dụ như là dung nhĩ sau phẫu thuật, dung nhĩ do một cái bệnh phổi, hay là dung nhĩ do bệnh Bazer vân vân, tức là các cái nguyên nhân chúng ta có thể điều trị được, thì ta điều trị các nguyên nhân kia, đồng thời chúng ta chuyển về nhịp xoang và có thể giữ được cái nhịp xoang đó lâu dài cho bệnh nhân. Vậy thì bệnh nhân nào không nên chuyển từ dung nhĩ về nhịp xoang? Tức là bệnh nhân không có triệu chứng hoặc là triệu chứng nhẹ kèm theo cái bệnh kết hợp, hoặc là tuổi cao như trên 80 tuổi thì chúng ta không nên cố gắng nó chuyển cái nhịp dung nhĩ về nhịp xoang. Hoặc là cái thể trạng chung của người ta kém, đừng đưa bệnh nhân ra sốc điện. Cái khả năng chuyển nhịp thành công thấp hoặc là duy trì cái nhịp xoang này là khó, đó là những cái bệnh nhân dung nhĩ kéo dài trên 1 năm rồi thì cái khả năng chuyển nhịp nó khó hơn. Cái thứ hai là cái nhĩ trái nó lớn, tức là cái đường kính của nhĩ nó trên 5 cm, hoặc là thể tích của nó là trên 40 ml cho 1 m² diện tích bề mặt cơ thể. Hoặc dung nhĩ đã tái phát dù uống thuốc duy trì thích hợp, hoặc là mới chuyển nhịp nhưng mà đã tái phát. Và cuối cùng là chưa điều trị khỏi các nguyên nhân gây dung nhĩ, là chưa điều trị tốt cái cường giáp hay là cái viêm màng ngoài tim hoặc là cái bệnh van tim, thì chúng ta phải kiểm soát các cái yếu tố, các cái nguyên nhân gây dung nhĩ trước. Vậy thì những cái yếu tố phù hợp cho kiểm soát nhịp là gì? Thứ nhất là khó kiểm soát tần số thì nên kiểm soát nhịp. Thứ hai, bệnh nhân trẻ tuổi. Thứ ba là bệnh nhân vẫn còn triệu chứng mặc dù đã kiểm soát tần số tốt. Thứ ba là bệnh nhân xuất hiện bệnh cơ tim do nhịp nhanh. Và thứ ba là cơn dung nhĩ đầu tiên và dung nhĩ bị thúc đẩy bởi các cái bệnh cấp tính như trên tôi đã nói. Rồi bệnh nhân không thể dùng được các cái thuốc chống đông. Rồi suy tim xuất hiện hoặc là nặng lên khi có dung nhĩ xuất hiện. Và đặc biệt là bây giờ mới bổ sung bệnh nhân yêu cầu, sau này có những cái chỉ định là theo yêu cầu của bệnh nhân. Thì đây là bệnh nhân yêu cầu cũng có thể xem xét vấn đề chuyển nhịp. Vậy thì kiểm soát nhịp, tức là chuyển về nhịp xoang ở bệnh nhân mới khởi phát dung nhĩ, chúng ta dùng các biện pháp gì? Thứ nhất là dung nhĩ mới khởi phát, chúng ta xem huyết động có phải là không ổn định không. Tức là huyết động không ổn định mà có cái hiện tượng này, tức là có tụt huyết áp, có đau thắt ngực vân vân,
thì chúng ta phải chuyển nhịp ngay bằng sốc điện cho bệnh nhân cấp cứu, không cần phải chờ đợi cái gì nếu như có các triệu chứng đó. Còn bệnh nhân không có tụt áp, không có đau thắt ngực, không có phù phổi vân vân, tức là huyết động của bệnh nhân ổn định, thì chúng ta xem là bệnh nhân lựa chọn là gì. Bệnh nhân lựa chọn nhất là sốc điện, chúng ta sốc điện. Thứ hai là chuyển nhịp bằng thuốc. Thuốc thì chúng ta xem xét nếu như bệnh nhân suy tim với EF giảm nặng hoặc là có hẹp van động mạch chủ nặng thì chúng ta dùng amiodarone chuyển tĩnh mạch. Thế còn bệnh nhân có bệnh mạch vành, có suy tim với EF giảm vừa hoặc là bảo tồn, tức là nó trên 35%, hoặc là có phì đại thất trái thì ta có thể dùng các cái thuốc là vinacanan, một cái thuốc chuyển từ dung nhĩ về nhĩ xoang thế hệ mới nhưng chúng ta chưa có, hoặc là chúng ta có amiodarone thì chúng ta dùng amiodarone chuyển tĩnh mạch. Còn bệnh nhân không có bệnh tim thực tổn, tức là rung nhĩ, mà trên bệnh nhân hoàn toàn tim bình thường, thì chúng ta có thể dùng rất nhiều thuốc như fletinib, ibutinib, rồi là venacanan hay propafenol để truyền tĩnh mạch. Tuy nhiên những cái thuốc này chúng ta hầu như không có. Hoặc là chúng ta dùng cái phương pháp là thuốc ở trong túi, tức là có những cái cơn, khi nào bệnh nhân có cơn thì người ta uống một cái viên thuốc đó thì có thể cắt được cơn đó, gọi là thuốc người ta được mang theo trong túi. Sau khi chúng ta đã chuyển nhịp về nhịp xoang rồi, trong cái giai đoạn cấp tính như vậy, vậy thì chúng ta điều trị kiểm soát nhịp lâu dài ở những bệnh nhân rung nhĩ có triệu chứng như thế nào, thì chúng ta xem xét xem là bệnh nhân có bệnh tim thực tổn hay không, rồi có suy tim hay không. Thứ nhất, bệnh nhân không có các cái dấu hiệu hoặc là có cái bệnh tim thực tổn thì chúng ta có thể dùng trong hai phương án. Thứ nhất, bệnh nhân lựa chọn có thể dùng các cái thuốc chuyển nhịp là dronedarone hoặc fenacanib hoặc propafenol hoặc là sotalone, là những cái thuốc mà dùng ở những bệnh nhân không có bệnh tim thực tổn. Hoặc là nếu như bệnh nhân lựa chọn có thể triệt đốt bằng dung nhĩ qua cateter. Đấy, ngay từ đầu bệnh nhân lựa chọn tôi triệt đốt qua cateter, ta có thể chỉ định. Và ở cái mức đây là 2A. Đấy là những cái mới trong cái khuyến cáo gần đây. Còn những bệnh nhân có bệnh mạch vành hoặc bệnh van tim hoặc là có dày thất trái thì cũng bệnh nhân lựa chọn một là dùng thuốc, như thuốc ở đây thì chỉ dùng cái amiodarone hoặc sotalone hoặc dronedarone thôi chứ không có dùng cái thuốc khác. Còn bệnh nhân lựa chọn thì cũng có thể là triệt đốt qua cateter với mức chỉ định ở cái mức là 2A, tức là mức khá cao đó. Còn ở bệnh nhân mà suy tim thì thế nào? Thì cũng bệnh nhân lựa chọn một là dùng thuốc thì chúng ta chỉ có thể dùng amiodarone, không dùng các thuốc khác để chuyển nhịp cho bệnh nhân rung nhĩ có suy tim. Còn bệnh nhân có thể lựa chọn là triệt đốt qua cateter thì cũng chỉ định ở cái mức là 2A. Như vậy là chúng ta thấy là triệt đốt cateter được cái mở rộng chỉ định lên rất nhiều, tí ta cũng sẽ nói ở cái phần tiếp theo. Cái một vấn đề là chúng ta vẫn hay thấy nói là cái chống đông ở cái bệnh nhân trước và sau khi chuyển nhịp như thế nào. Thì các cái bệnh nhân mà rung nhĩ mà vào như tôi đã nói phải xúc điện cấp cứu thì chúng ta không quan tâm đến vấn đề chống đông, đang tổn huyết áp rồi, đang đau thắt ngực, đang phù cấp, xúc điện ngay. Còn cái chuyện chống đông cái bệnh nhân đó không đặt ra. Còn cái sau đó chúng ta xem xét các yếu tố nguy cơ, chúng ta có thể dùng thuốc chống đông tiếp theo. Thế còn các bệnh nhân khác có thể chuyển nhịp theo cái gọi là có chuẩn bị thì sao? Thì có hai phác đồ là phác đồ bệnh nhân có xương qua thực quản hoặc không có xương qua thực quản. Nếu như có xương qua thực quản thì chúng ta xương qua thực quản. Nếu như bệnh nhân không có huyết khối trong tiểu nhĩ và trong nhĩ trái thì chúng ta có thể chuyển nhịp được ngay. Rồi sau đó vấn đề dùng thuốc chống đông tiếp trong vòng 3 đến 6 tuần tùy theo cái nguy cơ có huyết khối. Thế còn bệnh nhân ở cái cơ sở không có xương qua thực quản thì chúng ta phải
chống đông cho bệnh nhân ít nhất là 3 đến 4 tuần, đủ thời gian để các cái huyết khối ở trong tiểu nhĩ, trong nhĩ trái nó tiêu đi. Nhưng mà cái chống đông này có hiệu quả, tức là ILN bằng 2 đến 3 hoặc là chống đông thế hệ mới với liều điều trị, thì sau 3 đến 4 tuần thì chúng ta tiến hành chuyển nhịp. Các cái thuốc khuyến cáo để duy trì cái nhịp xoang sau khi chuyển nhịp về từ dung nhĩ là cái gì? Thì đây có nhiều thuốc, từ amiodarone, brodesafone, flecainide, propafenone và sotalone. Nhưng trong đó amiodarone là thuốc có hiệu quả nhất để duy trì nhịp xoang, nó hơn các thuốc khác là sotalone, rồi propafenone hay flecainide. Tuy nhiên, các cái thuốc amiodarone nó có nhiều tác dụng phụ hay là tác dụng bất lợi, đó là tuyến giáp, đặc biệt là tuyến giáp dùng sau một thời gian, bệnh nhân có thể suy giáp hoặc cường giáp, rồi lắng đọng sắc tố ở giác mạc, rồi sơ hóa phổi, vân vân, có rất nhiều tác dụng bất lợi, cho nên nó vẫn đứng ở hàng thứ yếu so với các thuốc khác, mặc dù hiệu quả tốt nhưng tác dụng bất lợi nhiều, cho nên cũng cần cân nhắc, và người ta thường hay dùng sau các thuốc khác. Amiodarone, đây chúng ta thấy rõ ràng một cái nghiên cứu thấy rằng cái hiệu quả duy trì nhịp xoang tốt hơn các thuốc propafenone là thuốc nhóm 1C và sotalone. Tuy nhiên, như tôi nói, vì tác dụng bất lợi cho nên khi sử dụng chúng ta cần cân nhắc. Một cái phương pháp nữa là chuyển từ dung nhĩ về nhịp xoang, trên đó là triệt đốt dung nhĩ qua cateter. Thì chúng tôi có nói sơ qua là triệt đốt dung nhĩ qua cateter là gì? Thứ nhất là dung nhĩ nó hay khởi phát ở trên là các cái tĩnh mạch phổi và một số cơ chất ở tâm nhĩ, có thể là nhĩ trái hoặc nhĩ phải. Thì cái phương pháp triệt đốt là gì? Người ta sẽ cô lập các cái tĩnh mạch phổi. Đây có thể là cô lập từng cái tĩnh mạch phổi đây, cái đường chấm 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 là khoanh làm sao đốt quanh các cái tĩnh mạch phổi này, hoặc là đây người ta đốt các cái đường vòng quanh hai tĩnh mạch phổi một đây. Đốt vòng quanh hai tĩnh mạch phổi bên phải, tĩnh mạch phổi bên trái. Đốt quanh vòng tròn xung quanh này, làm sao cô lập điện học ở trong cái tĩnh mạch phổi này với cái cơ nhĩ ở bên ngoài. Thì như vậy là cái ổ mà nó khởi phát xung từ trong cái tĩnh mạch phổi này, nó không lan ra được cơ nhĩ nữa. Và như vậy không làm ảnh hưởng đến cơ nhĩ, và lúc này nước xoang sẽ chiếm cái quyền chủ nhịp trở lại và bệnh nhân giữ được nhịp xoang. Thì đây chúng ta thấy đây các cái ổ mà phát ra cái xung động và gây dung nhĩ nằm ở trong cái tĩnh mạch phổi, và đây người ta đốt xung quanh ra. Và ngày nay có cái phương pháp người ta đốt là gọi là đốt bằng áp lạnh, người ta đưa những cái quả bóng, người ta đưa vào gần như vào trong cái tĩnh mạch phổi này, ta bơm cái bóng đó nó căng lên áp vào thành, và ta dùng một cái phương pháp nó tạo ra nhiệt độ lạnh. Cái nhiệt độ lạnh nó làm lạnh ở các cái tế bào của cơ ở xung quanh cái tĩnh mạch phổi này, làm cho nó mất tác dụng đi, và như vậy cũng cô lập được các cái tĩnh mạch phổi. Và cái phương pháp mà làm nó đơn giản hơn, hiệu quả cũng ngang với là đốt bằng cái sóng có tần số radio, nhưng cũng có một số những cái biến chứng nó liên quan đến vấn đề thủ thuật. Đây chúng ta cũng thấy ngoài cái ổ mà ở các tĩnh mạch phổi, nó còn các cái ổ ở trong cái cơ tâm nhĩ, cho nên người ta tìm ra những cái điểm ở trong cái tâm nhĩ phải, tâm nhĩ trái này, người ta đốt, hoặc là người ta đốt bằng cái phương án là người ta tạo ra những cái đường rích rắc chia các cái cơ tâm nhĩ thành những cái vùng, có rất nhiều những cái đường để người ta đốt. Và ngay trong những cái phẫu thuật tim mở, ta sẽ nói là người ta cũng đã đốt trong lúc mổ tim, tức là mở cái nhĩ trái ra, dùng cái cate, dùng cái có cái tần số radio, người ta đốt chia cắt cái bề mặt nội mạc của cái tâm nhĩ ra thành các cái đường theo cái quy định, và như vậy nó cũng cô lập được các cái ổ gây dung nhĩ và duy trì được nhịp xoang rất tốt sau cái phẫu thuật.
đến bây giờ người ta thấy rằng có sự thay đổi đáng kể về các cái chỉ dẫn điều trị trong triệt đốt dung nhĩ được đưa lên thành những cái chỉ định cao hơn, ví dụ như chỉ định thành loại 1 cho dung nhĩ kịch phát có triệu chứng và kháng điều trị với các thuốc nhóm 1-3. Tuy nhiên cái chiến lược điều trị vẫn lựa chọn là vẫn phải là tùy thuộc vào từng cá thể ở bệnh nhân. Thế đây là cái dung nhĩ kịch phát bây giờ được là chỉ định loại 1. Đặc biệt cái khuyến cáo mới đã thêm vào cái loại 3, tức là triệt đốt dung nhĩ không nên chỉ định cho những bệnh nhân không thể điều trị kháng đông hoặc không thể không thể điều trị bằng các cái thuốc chống đông được, thì chúng ta không nên tiến hành triệt đốt, bởi vì trong quá trình triệt đốt người ta cần sử dụng chống đông và sau triệt đốt cũng cần sử dụng chống đông. Hiện nay đã có một loạt các cái thử nghiệm để điều trị dung nhĩ, triệt đốt dung nhĩ qua catheter ở bệnh nhân suy tim. Thì chúng ta thấy rằng là trước đây như trên tôi nói, các nghiên cứu so sánh thấy rằng là dung nhĩ mà chuyển về nhịp xoang và dung nhĩ kiểm soát tần số không hơn nhau về tỷ lệ tử vong và các biến cố trong quá trình điều trị lâu dài. Nhưng mà gần đây người ta đang cố gắng để xem là vậy thì chuyển về nhịp xoang bằng các cái phương pháp không phải dùng thuốc, như là bằng cái phương pháp triệt đốt hay một số phương pháp khác, thì thấy hiệu quả như thế nào. Đặc biệt là đến bây giờ có một số các cái nghiên cứu như nghiên cứu Caston ở đây đang nói là đang tiến hành, nhưng mà năm 2018 vừa rồi đã bắt đầu báo cáo trên cái tạp chí là New England, thì thấy rằng là cái triệt đốt dung nhĩ qua catheter ở bệnh nhân suy tim đã cải thiện không những được triệu chứng, chất lượng cuộc sống mà cải thiện được cả cái tỷ lệ tử vong và các biến cố tim mạch, và từ đó cái chỉ định có sự mở rộng hơn. Và đến năm 2017-2018 đây, cái chỉ định triệt đốt đã có sự thay đổi. Thứ nhất là cái dung nhĩ có triệu chứng mà dung nhĩ kịch phát thì có thể chuyển nhịp bằng thuốc đây như trên ta đã nói, hoặc là triệt đốt bằng qua cai te như trên ta nói là ở 2A. Và với dung nhĩ bền bỉ hay dung nhĩ kéo dài cũng như vậy, có thể điều trị bằng thuốc hoặc là triệt đốt, và cái mức chỉ định là ở mức độ 2A. Như vậy là có cái sự nâng cái chỉ định triệt đốt qua catheter ở những bệnh nhân dung nhĩ và thậm chí có cả suy tim nữa. Còn chỉ định ở các cái bệnh nhân là có cái phẫu thuật tim mở đồng thời, ví dụ như là bệnh nhân đang thay van hai lá thì sao? Với trường hợp dung nhĩ kịch phát thì đấy, người ta đây đã chỉ định loại 1. Tức là bệnh nhân mổ thay van hai lá mà với có dung nhĩ bắt buộc gần như là làm thêm cái thủ thuật mây là triệt đốt dung nhĩ. Còn bệnh nhân dung nhĩ kéo dài cũng như vậy thì có thể dùng thuốc hoặc là triệt đốt trong cái lúc phẫu thuật cũng chỉ định loại 1. Còn bệnh nhân dung nhĩ kéo dài hoặc là bền bỉ thì cũng ngoài dùng thuốc là chỉ định loại 1 thì cũng có thể triệt đốt trong cái lúc phẫu thuật thay van hoặc là các cái phẫu thuật tim mở khác. Còn chỉ định ở những cái bệnh nhân có các cái phẫu thuật khác, ví dụ như là phẫu thuật bắt cầu nối mạch vành hay là các cái phẫu thuật khác, thì cái chỉ định phẫu thuật dung nhĩ thì như thế nào? Thì với dung nhĩ kịch phát thì những người mà chỉ có một cầu nối mạch vành thôi thì cái cũng có thể làm cái phẫu thuật mây nhưng chỉ định chỉ ở mức 2A. Và với dung nhĩ kéo dài cũng như vậy, cũng có thể phẫu thuật mây ở cái chỉ định là 2A. Như vậy là cái phẫu thuật mây này có thể sử dụng cho những cái bệnh nhân phẫu thuật tim nhưng mà không phải làm mở cái nhĩ ra là cho cái bệnh chính như là cầu nối trục vành, thì người ta không phải mở nhưng mà có thể làm thêm mà chỉ trái là người ta làm cái phẫu thuật mây. Cái phần cuối cùng là cái phần kiểm soát tần số ở bệnh nhân dung nhĩ, tức là bây giờ ta không chuyển về nhịp xoang với vấn đề về dung nhĩ nhưng ta kiểm soát tần số, vậy thì chiến lược của ta như thế nào? Cái thứ nhất là ưu điểm của kiểm tần số là gì?
dễ điều trị vì đáp ứng tốt với thuốc. Cái thứ hai là ít tác dụng phụ hơn. Và thứ ba là chi phí rẻ hơn. Và cuối cùng là đương nhiên với chúng ta là dễ kiếm được thuốc nhiều hơn, bệnh nhân dễ mua thuốc hơn. Nhưng nhược điểm của nó là gì? Bệnh nhân có thể vẫn còn các triệu chứng cơ năng do dung nhĩ gây ra. Thứ hai là chúng ta vẫn phải chống đông nghiêm ngặt, nếu không bệnh nhân vẫn bị cái tai biến đột quỵ. Và cuối cùng đương nhiên là cái khả năng gắng sức của bệnh nhân nó kém hơn khi bệnh nhân vận động, nó hay có tăng tần số tim lên hơn, khả năng gắng sức kém hơn. Thế tại sao chúng ta kiểm soát tần số sẽ được chỉ định ở những cái bệnh nhân và ở những bệnh nhân nào? Thì ta thấy rằng hầu hết các bệnh nhân nếu như dung nhĩ với tần số thấp rất nhanh sẽ gây ra các triệu chứng. Thế vậy rõ ràng nếu mà dung nhĩ như cái điện tâm đồ đồ ở thứ hai ta thấy đó, để nhanh như vậy thì bệnh nhân sẽ có triệu chứng. Và thứ hai là một số bệnh nhân nhịp tim nhanh kéo dài sẽ dẫn đến rối loạn chức năng thất trái và tạo thành một cái là bệnh cơ tim do nhịp nhanh. Và đương nhiên bệnh cơ tim do nhịp nhanh dần dần bệnh nhân sẽ suy tim, khó thở, chức năng thất trái kém. Cho nên chúng ta phải kiểm soát tần số ở cái bệnh nhân đó. Và nhiều nghiên cứu cho thấy cái rối loạn chức năng thất trái trong dung nhĩ có thể phục hồi được khi chuyển về nhịp xoang hoặc kiểm soát tần số thật tốt. Rõ ràng là một số bệnh nhân dung nhĩ đến với chúng ta có rối loạn chức năng thất trái EF giảm. Nhưng nếu chúng ta chuyển về nhịp xoang được hoặc là kiểm soát tần số tốt trong giới hạn cho phép thì thấy rằng EF nó lên, chức năng thất trái cải thiện, chất lượng cuộc sống, triệu chứng của bệnh nhân tốt hơn. Vậy thì các cái thuốc và thủ thuật để kiểm soát tần số trong dung nhĩ là gì? Cái thứ nhất là chèn beta gia cảm, thứ hai là chèn kênh canxi, thứ ba là digoxin, thứ tư là amiodarone, và cuối cùng cái biện pháp không thuốc là đốt nút chi thất và cấy máy tạo nhịp. Thế thì trong cái phương pháp dùng thuốc này có một cái từ xưa đến nay là văn nhưng là thành thói quen mà. Chúng ta từ xưa đến nay là hay chỉ có sử dụng digoxin. Nhưng ở đây các anh chị thấy rằng digoxin không phải là cái thuốc đầu tay và duy nhất để sử dụng. Và chúng ta nên thay đổi cái tư duy. Bởi vì là đã có nhiều những cái nghiên cứu và những cái thử nghiệm chứng minh những cái chuyện đó. Thế thì vậy thì tần số thấp được kiểm soát bằng các phương thức khác nhau thì cái hiệu quả nó khác nhau. Thì đây là một cái nghiên cứu cho chúng ta thấy sử dụng dioxin đơn lẻ, sử dụng intiazem tức là chạy kênh canxi, sử dụng atenolol là chạy beta giao cảm, còn thứ tư là kết hợp digitalis cộng với intiazem, và thứ năm là kết hợp digitalis cộng với chạy beta là atenolol, thì chúng ta thấy rằng là kết hợp giữa digitalis và chạy beta giao cảm atenolol kiểm soát tần số tim tốt hơn cả lúc nghỉ ngơi và trong gắng sức. Trong khi đó digoxin thì kiểm soát tần số tim lúc nghỉ, còn khi gắng sức tần số tim tăng lên rất nhanh bởi vì cái tình trạng cường giao cảm lên thì digoxin ít tác dụng. Cho nên tại sao khả năng gắng sức của bệnh nhân nó kém khi bệnh nhân đi lại vận động cái tần số tim nó nhanh lên. Trong khi đó kết hợp thuốc thì kiểm soát tần số tim, khả năng gắng sức của bệnh nhân tốt hơn. Vậy kiểm soát tần số tim đến bao nhiêu là đủ? Thì trước đây đã có nhiều cái khuyến cáo cho rằng là kiểm soát tần số tim nên đưa tần số thấp xuống dưới 80 lần một phút. Thế nhưng mà những nghiên cứu những cái năm gần đây và mới đây đã đăng trên tạp chí New England là thấy rằng là kiểm soát tần số chặt chẽ và kiểm soát tần số một cách lỏng lẻo, hai cái không hơn gì nhau về mặt biến cố cũng như tỷ lệ tử vong. Đấy, kiểm soát tần số chặt chẽ và kiểm soát lỏng lẻo về mặt cái hậu quả, cái kết quả thu được không khác gì nhau. Như vậy không nhất thiết phải đưa cái tần số tim về dưới 80 mà chỉ cần ở cái mức là 110 chu kỳ trên phút, và cái khuyến cáo bây giờ đã đưa là như vậy. Vậy thì kiểm soát tần số cấp cứu khi bệnh nhân mới vào viện như thế nào? Thì khuyến cáo ra rằng nếu như bệnh nhân có chức năng thất trái dưới 40% hoặc có các dấu hiệu ứ trệ của suy tim, tức là có dấu hiệu suy tim đấy,
rồi EF dưới 40% thì người ta dùng thuốc gì? Thứ nhất là một liều lượng nhỏ nhất các chợt beta giao cảm để đạt được kiểm soát tần số thấp. Đó, vẫn dùng chạy beta liều lượng thấp thôi. Hoặc là có thể dùng amiodarone để sử dụng cho bệnh nhân có huyết động không ổn định hoặc ES giảm loạn. Đó, amiodarone lúc này được chỉ định. Rồi sau đó nếu như chưa được thì thêm digoxin vào. Như vậy xu hướng bây giờ là phối hợp thuốc ở cái liều lượng thấp ít tác dụng và cố gắng đạt được tần số đích là dưới 110 chu kỳ trên phút. Thứ hai là nếu như EF bằng trên 40% thì sao? Ta dùng chẹn beta giao cảm, diazem hoặc verapamil. Như vậy là trên 40% là có thể dùng cả chẹn kênh canxi. Và kiểm tra thuốc dùng trước đó, chúng ta phải xem bệnh nhân trước đó dùng thuốc gì rồi để tránh nhịp chậm quá mức, rồi nhịp chậm quá mức rồi huyết động lại không tốt. Đừng đưa nhịp tim xuống 60, dưới 60. Thứ ba là làm sao tần số tim lúc nghỉ đây cũng dưới 110 chu kỳ trên phút thôi. Khuyến cáo 2016 của nhịp châu Âu cũng như 2014 rồi 2019 của hội nhịp Hoa Kỳ đều như vậy. Sau đó nếu như chưa đạt được tần số đích này thì chúng ta thêm dioxin để đạt tần số tim lúc nghỉ là 110 chu kỳ trên phút. Và chúng ta lưu ý tránh đừng có đưa nhịp chậm về cái nhịp chậm quá mức. Và chúng ta lúc này sau đó chúng ta sẽ làm siêu âm tim để quyết định điều trị bổ sung và điều trị chống đông tiếp theo. Đấy là trong giai đoạn cấp cứu để kiểm soát tần số tim. Các cái thuốc đây chúng ta thấy liều lượng của một số thuốc chạy beta có thể dùng đường tĩnh mạch như metoprolone hay là thuốc uống là atenolol hay thuốc đường tĩnh mạch là esmolol vân vân. Có thể liều lượng để chúng ta liều nhỏ chúng ta kiểm soát cái tần số tim trong lúc là cấp. Hay là amiodarone đây 5mg trong 1kg cân nặng chúng ta truyền. Về lâu dài kiểm soát tần số trong dung nhĩ, chúng ta thấy đến nhiều trường hợp anh em đến cho bệnh nhân có một cái dioxin cứ thứ thành một cái luật là thứ cách ngày một viên hay một ngày nửa viên, còn tần số tim bao nhiêu không cần biết, nhưng bệnh nhân đến đây vẫn cứ suy tim, nhịp tim rất nhanh. Vậy thì đấy như trên tôi nói cái vấn đề phối hợp thuốc thì ở đây như thế nào. Với những bệnh nhân về lâu dài thì chúng ta làm siêu âm tim lựa chọn điều trị kiểm soát tần số và điều trị kết hợp các điều trị kết hợp khác nếu cần. Đích của tần số tim lúc nghỉ ban là dưới 110 chu kỳ trên phút và cũng phải tránh nhịp tim quá chậm. Nó quá chậm như trên tôi nói, huyết động cũng không phải là đã tốt. Với những bệnh nhân suy tim EF dưới 40% thì chúng ta lựa chọn gì? Thứ nhất là có thể lựa chọn chẹn beta giao cảm. Đấy, về lâu dài chẹn beta giao cảm. Hoặc là chúng ta chọn là digoxin có thể suy tim. Hoặc là đến bây giờ người ta thấy rằng là xem xét kết hợp điều trị sớm liều lượng thấp phối hợp hai loại. Đấy, các chị thấy bây giờ xu hướng là phối hợp hai cái thuốc đây, chẹn beta giao cảm và digoxin và ở cái liều lượng thấp để bớt cái tác dụng bất lợi. Thì với chẹn beta lúc đấy thì chúng ta thêm digoxin vào. Còn với đã dùng digoxin rồi thì chúng ta thêm chẹn beta giao cảm vào để đạt được cái tần số đích và ít tác dụng phụ nhất. Còn với EF trên 40% thì có thể dùng chẹn kênh canxi, chẹn beta giao cảm hoặc digoxin và cũng khuyến cáo rằng điều trị kết hợp thuốc để đạt được tần số đích tốt nhất và ít tác dụng bất lợi nhất bằng cách gì? Phối hợp. Phối hợp đây chúng ta thấy là diazem và verapamil tức chẹn kênh canxi chỉ có thêm digoxin, không được thêm chẹn beta. Vì hai thuốc này nó làm giảm sức co bóp cơ tim rất nhiều, nặng, nguy hiểm. Cho nên không dùng phối hợp chẹn beta và chẹn kênh canxi. Còn chẹn beta đây thì thêm dioxin. Còn nếu dioxin thì có thể một là lựa chọn chẹn kênh canxi hoặc chẹn beta đều được. Như vậy riêng đã dùng dioxin rồi thì có thể thêm chẹn kênh canxi hoặc thêm chẹn beta
Thế còn đã dùng pindiazem, verapamil, tránh kinh canxi hoặc chán beta rồi thì chỉ có phối hợp thêm digoxin mà thôi. Vấn đề triệt đốt rút nhĩ thất ở bệnh nhân dung nhĩ và cấy máy tạo nhịp thì đây cũng là một cái phương án, tuy nhiên chỉ lựa chọn nó trong trường hợp điều trị thuốc hoặc là các phương pháp khác thất bại. Thuốc làm giảm tần số không được, chuyển về nhịp xoang không được, bệnh nhân vẫn còn triệu chứng, vẫn còn suy tim, tức là điều trị thuốc thất bại cả kiểm soát nhịp, kiểm soát tần số. Và khi đó chúng ta bằng cái gì? Đốt cái nút nhĩ thất đi và cấy cái máy tạo nhịp để giữ cái thất nó đập với một cái tần số theo máy tạo nhịp. Thì cái chỉ định của nó cũng chỉ ở cái mức 2A, nhưng mà có lựa chọn ở những cái bệnh nhân điều trị thuốc thất bại. Bây giờ trong một số dung nhĩ, trong một số tình huống là cái gì? Dung nhĩ và hội chứng vành cấp thì như trên chúng ta đã nói rồi. À, cái vấn đề trùng lượng chấm đông, còn đây kiểm soát thì gì? Sốc điện chuyển nhịp nếu như dung nhĩ mới khởi phát và có rối loạn huyết động, cũng như các trường hợp khác có mạch vành cấp mà lại có đau thắt ngực rồi là có dung nhĩ là rối loạn huyết động thì bắt buộc sốc điện, thì là một. Rồi chạy beta đường tĩnh mạch để làm chậm tần số thấp ở những người mà có chứng vành cấp và không có suy tim và huyết động ổn định, rồi không có cái co thắt phế quản. Cái bệnh nhân có cái hội chứng vành cấp rồi có dung nhĩ, có chát vát, thứ hai thì điều trị chống đông. Còn amiron và digoxin có thể được xem xét để làm chậm tần số thấp ở những bệnh nhân hội chứng mạch vành cấp và có dung nhĩ, có rối loạn chức năng thất trái nặng, suy tim hoặc huyết động không ổn định. Như vậy bệnh nhân vào chúng ta có mạch vành cấp, hội chứng vành cấp nhưng chức năng thất trái quá nặng thì chẩn beta nó không cho được, thì lựa chọn là amiron là khuyến cáo. Về những người cường giáp và những người bệnh phổi thì sao? Thì đây, chẹn beta rào cản hoặc chẹn kênh canxi là được thuốc, là được lựa chọn cho dung nhĩ có cường giáp. Còn những người có bệnh phổi mãn tính, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chẹn kênh canxi là thuốc được lựa chọn. Chẹn beta rào cản nó dễ hay co thắt phế quản gây lạc làm nặng bệnh phổi nên thì không chỉ định, nhưng chẹn kênh canxi là cái thuốc được chỉ định tốt. Một cái vấn đề dung nhĩ ở bệnh nhân của VV chúng ta cũng hay gặp, vậy thì cái gì? Sốc điện được khuyến cáo nếu như bệnh nhân có cái rối loạn huyết động hoặc tần số tim nó quá nhanh. Còn một số cái phương án khác là cái thuốc là procainamide hoặc ibutinib để phục hồi nhịp xoang hoặc làm chậm tần số thất cũng được khuyến cáo ở những bệnh nhân dung nhĩ có hội chứng tiền kích thích, cũng được chỉ định. Tuy nhiên cái thuốc này chúng ta là cũng chẳng có. Còn triệt đốt qua KT thì tức là bệnh nhân về lâu dài thì đương nhiên là nên triệt đốt qua KT. Thế còn có một cái gần đây nó thay đổi là trước đây thì khuyến cáo cho rằng những bệnh nhân dung nhĩ có VVV này thì amiodarone cho đường tĩnh mạch truyền để có thể phục hồi nhịp xoang hoặc làm chậm tần số tim. Tuy nhiên có một số trường hợp đã xảy ra rung thất khi truyền amiodarone. Và trên y văn đã có báo cáo nhiều ca như vậy. Và đến năm 2014 trở đi thì amiodarone đã được đưa vào cái mục là chống chỉ định và thậm chí còn ghi là có hại. Amiodarone, adenosine, digoxin hoặc chẹn kênh canxi nonhydropyridine tức là verapamil, pidazem không được cho ở bệnh nhân hội chứng VV và có dung nhĩ thậm chí có hại. Tuy nhiên amiodarone thì lại không sao, nhưng mà tác dụng nó chậm. Thế thì bây giờ đối với chúng ta chả có thuốc gì. Tuy nhiên là nếu như mà thấy nó kéo dài mà thấy cần phải thì sốc điện, còn nếu không thì đấy đốt cái cầu ken đi thì nó hết dẫn truyền qua đường cầu ken. Còn dung nhĩ sau phẫu thuật thì cũng có thể có nhiều thuốc. Để cái này chúng ta cũng thấy bây giờ một số nơi cơ sở phẫu thuật chẹn beta rào cản, rồi chẹn kênh canxi nonhydropyridine,
rồi là thuốc có thể phục hồi nhịp xoang bằng ibutilin, rồi thuốc cái duy trì nhịp xoang sau phẫu thuật là cũng có thể là dùng các cái thuốc như amiodarone để mà phục hồi được cái nhịp xoang, và chúng ta nên làm bởi vì đấy là cái dung nhĩ nó mới xuất hiện. Còn những người mà sau phẫu thuật có xuất hiện dung nhĩ và đương nhiên nếu kéo dài trên 48 tiếng thì cái vấn đề chống đông cũng cần phải được xem xét và thực hiện. Một cái vấn đề cuối cùng chúng tôi cũng đề cập đến là gì? Dung nhĩ ở bệnh nhân có thai thế nào? Xúc miệng có thể thực hiện an toàn cho tất cả các giai đoạn thai kỳ và được chỉ định khi bệnh nhân có huyết động không ổn định do dung nhĩ, mẹ và thai nhi đang có nguy cơ cao do dung nhĩ và rối loạn huyết động này. Còn vấn đề dự phòng tắc mạch được chỉ định suốt thời kỳ có thai nếu bệnh nhân có nguy cơ tắc mạch cao và lựa chọn heparin hoặc warfarin tùy thuộc vào giai đoạn của thai kỳ. Kháng vitamin K uống cho từ tháng thứ tư đến một tháng trước khi sinh. Như vậy là một tháng trước khi bệnh nhân sinh là phải dừng kháng vitamin K lại, và lúc đấy nếu cần cho các cái thuốc heparin trọng lượng từ thấp, và chờ nếu bệnh nhân có dấu hiệu chuyển dạ chúng ta ngừng các thuốc đó. Heparin trọng lượng từ thấp được sử dụng trong 3 tháng đầu và tháng cuối, hoặc heparin không phân đoạn với cái APTT gấp 1.5 trứng. Ở bệnh nhân có thai nếu như cần phải kiểm soát tần số thì chẹn beta giao cảm và chẹn tinh canxi được xem xét trong 3 tháng đầu. Sử dụng chẹn beta cần phải cân nhắc tác dụng bất lợi với thai nhi vì có những cái thuốc thí dụ như atenolone nó gây quái thai, mà nên sử dụng như là metoprolol là cái thuốc mà không hoặc ít cái nguy cơ gây quái thai. Nếu huyết động ổn định, không có bệnh tim thực tổn, có thể xem xét các cái thuốc như flecainide, ibutinide để cắt cơn dung nhĩ khi cần. Và trong cái điều kiện là bệnh nhân không thể xuất viện được thì có thể sử dụng các cái thuốc này để chuyển nhịp. Nếu có chỉ định kiểm soát nhịp nhưng chẹn beta và chẹn kênh canxi chống chỉ định thì có thể sử dụng digoxin. Đấy là digoxin cũng có thể sử dụng được, nhưng mà nếu như mà trong trường hợp chẹn beta giao cảm hoặc chẹn kênh canxi chống chỉ định thì mới dùng digoxin. Còn một vấn đề nữa là chúng ta thấy là điều trị cuồng nhĩ, thì tôi chỉ nhắc lại một câu rằng là tất cả những cái mà áp dụng cho dung nhĩ thì cũng áp dụng cho cuồng nhĩ, từ chống đông, từ kiểm soát nhịp, kiểm soát tần số cũng như vậy. Đặc biệt là chúng ta thấy chống đông người ta từ xưa đến nay là ít dùng trong cuồng nhĩ, nhưng đến bây giờ thấy rằng là cái tỷ lệ xảy ra tai biến hay đột quỵ ở cuồng nhĩ không khác gì trong dung nhĩ, cho nên là chỉ điều trị cũng như là trong cuồng nhĩ như trong dung nhĩ. Nói tóm lại là bệnh nhân dung nhĩ không có yếu tố nguy cơ đột quỵ, không khuyến cáo sử dụng các thuốc chống đông uống và thuốc chống ngưng tập tiểu cầu. Thuốc chống ngưng tập tiểu cầu cũng không khuyến cáo sử dụng để dự phòng đột quỵ ở bệnh nhân dung nhĩ. Và những thuốc chống đông thế hệ mới không khuyến cáo sử dụng ở bệnh nhân có bệnh van tim nhân tạo hoặc hẹp van hai lá mức độ nặng và có những sự thay đổi đáng kể trong chỉ định chuyển đốt dung nhĩ, và không chuyển đốt dung nhĩ cho bệnh nhân chống chỉ định dùng các thuốc chống đông. Và một vấn đề là phối hợp các cái thuốc liều nhỏ để kiểm soát tần số thấp trong dung nhĩ là được đề cập đến và được khuyến khích sử dụng. Kiểm soát tần số lòng lẻo, tức là tần số tim đích dưới 110 chu kỳ một phút được chấp nhận trong phương thức kiểm soát tần số. Vâng, trong thời gian 1 tiếng rưỡi của phần của tôi đã trình bày hết những cái cập nhật mới trong những cái năm gần đây về vấn đề dung nhĩ. Tôi nói là tôi chỉ đề cập những cái vấn đề gì mới, chứ còn những cái điều trị dung nhĩ thường quy trước đây thì tôi không có thời gian để mà lại. Thì các anh chị xem có cái phần gì